làng quay lại, có đò thầy biển ấy còn chờ, coi chừng nước cuốn chơi dây, mau ra cho khỏi biển đời mê man. Tâm hướng thiện nhẹ nhàng giải thoát, Phật ban ân nhỏ giọt đại từ, ráng tạo phước đức cho dư, đời sau sống sót làm người tân dân. Đem lời của Phật thần cứu thế, tội chúng sanh sông bể nào lường, Phật ngài rơi lệ xót thương, mượn ta chấp bút tìm phương cứu đời. Ngồi nhìn thấy ngôi trời ảm đạm, ruột gan đau nào dám mở lời, nếu không chúng bị chơi dây, cam đành phải chịu cãi trời nhủ khuyên. Nếu ai tưởng tình liền không muộn, ta vô danh yêu chuộng dân lành, mong sao tất cả chúng sanh từ bi giác ngộ làm lành nhờ thân. Còn nguyên thân tại trần rất quý, đủ tinh thần hoan hỷ cho người. Từ bi gieo phước đức dư, ngày đêm sám hối tu người mau nên. Đất có lỡ trời rền ầm ĩ, bản đồ thiên quay chỉ từ người. Ai hiền ai quá ác ư, thiên binh trừng phạt từ từ không sai. Thấy đời mạt ta nay sầu não, mời lễ chân tham khảo nơi này. Nào ngờ đến chốn phương Tây, thốt ra lời lẽ giờ này thiết tha. Nhắn nhủ người lời ta bụi cuối, vô danh không tên tuổi ẩn đời. Chiếc thuyền còn đâu chơi dây, chờ ai không thấy chờ người. Nam mô phút chút nữa ta vô gần bên, không dám kêu ai đến thì về. Chiều rồi đừng có lê thê, sông kia gần bủa tư bề khó ra. Thi bài phong cảnh nơi này rất đẹp xinh, người dân đối xử có ân tình. Tuy là họ khác màu da đó, thương yêu đùm bọc tổ đệ huynh. Góc trời Tây Úc thấy điềm nhiên, làm ta vui vẻ lúc thăm thiền. Mới ra thi phú hòa tạm gời, ai người phúc vui
có duyên. Thơ bài: nghe lời bần sĩ ăn mày, bao lo tu niệm ngày mai đặng nhờ. Ta xin lê thứ hiện giờ, đừng gieo tội nữa đặng nhờ kiếp sau. Nhìn coi nổi dậy binh đao, cũng do tiền kiếp tạo nào ác gian. Trời nay thay lớp đổi màn, lời ta nhắn nhủ khắp tràn năm châu. Dù cho khanh tước công hầu, vàng rồng bạc nén trời thâu một giờ, ta nay còn lý còn thơ, dạy mang đầu đội tôn thờ Phật tiên. Giả khùng giả dại giả điên, thử coi ai giữ ai hiền bao nhiêu. Quỳ sinh trên luật thiên điều, tha người hiền hậu còn nhiều nỗi ngôi. Nếu trời vũ sổ tên bôi, địa cầu trống rỗng ôi không còn người. Mau mau đừng có dễ ngươi, cây khô răng tưới từ từ tươi lên. Nhớ lời Phật dạy đừng quên, hiền lành đạo đức mới nên sau này. Xin người tỉnh ngộ mới hay, hướng nam gió bất hướng tây gió đùa. Từ đây đổi tuyết thay mùa, bớt tâm dục vọng hơn thua mới còn. Cuối đời nhắc nhở bà con, ai tin thì biết, ai còn thì coi. Trời cha xét tội rồi coi, mãi lòng không lọt hẳn hồi nào sai. Ta đâu nào dám khẩn này, thương xót trong ngoài đồng chủng Nam Phương. Ngày nay nhìn thấy tận tường, tự lòng ba tánh tìm phương cứu mình. Lại trời Phật độ chúng sanh, từ bi giác ngộ sửa mình lo tu. Ta đến Úc Châu không sầu không khổ, nhìn hoa đang trổ lỗ nhị tia màu. Vui thấy đồng bào Việt Nam sinh sống, tưởng trong giấc mộng ở cảnh thần tiên. Ta nhập tâm liền đặng khuyên ba tánh, vừa hưởng được cảnh vừa lành đủ phần. Được ở với dân Úc Châu hiền hậu, đừng làm gì sâu mang tội Phật trời. Bằng có mấy lời xin khuyên cô bác, ráng mau tự giác đặng có tu tâm. Niệm Phật
âm thầm cho tâm sáng suốt, làm hiền đặng chuộc tội lỗi ngày nào. Hãy gắng mau mau chớ nào chậm trễ, làm người không dễ đừng để lụy thân. Sự thế kề gần nên bằng nước dẫm, đò tiên còn cầm đậu bến trần gian. Vừa thăm đảo tràng nhủ khuyên ba tánh, đây là phong cảnh phù hợp người hiền. Ráng mau tu liền cho yên hồn xác, vừa tu đục mát cội phúc Di Đà. Tu đặng hải hà từ bi hoan hỷ, tu đi ta chỉ chẳng khó gì đâu. Ráng niệm sáu câu Di Đà lục tự, đặng mà trừ khử yêu quái gian tà. Tu độ được ta hải hà độ chúng, khỏi phải dân cũng rộ rộ rần rần. Tu cho tâm thân tinh thần cao cả, tu để ân xá tha thứ mọi điều. Cực khổ bao nhiêu cũng nhiều vui vẻ, tu cho mát mẻ vui vẻ không buồn. Nước mắt không tuôn tự nhiên bình lặng, lời ta xin tặng quy đến đạo đồng. Bần sĩ hết lòng lưu tâm quý vị, ráng mà dưỡng trí sáng suốt coi đời. Đặng sao ngao chơi khắp miền tiên cảnh, nhờ trí rọi tánh biến canh trần gian. Chúc hết đạo tràng bình an mạnh khỏe, ta không thiêu vẽ nói chúc cho vui. Tu chẳng sụt sùi buồn vui lẫn lộn, đời đã nguy khôn biết trốn đi đâu. Đức độ phải cầu rồi hầu lại bay, nói đi nói lại nói dại nói khôn. Phước đức được tồn linh hồn nhàn nhẹ, ta đây chia sẻ với hỡi mọi người. Ráng tập nhân từ thì người không khổ, muốn yên một chỗ giác ngộ nghe thầy. Buổi chiều phương Tây chép bài lưu niệm, địa cầu khó kim lãnh thổ an nhàn. Đôi lời ta bàn mong người hiểu rõ, nhìn coi cây cỏ ở nước phương Tây. Thảm cỏ làm đường người đi thảnh thoát, ta không đau xót chắc chỗ này còn. Chúc lành bà con ở nơi Tây Úc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy đâu có nói dối ha. Xin cái đường gì, có phải là đường thảm cỏ không? Tại đây mình có phước nhiều đời lắm, mình mới được ở đất nước hôm nay, không có thấy đánh lộn, bắn lộn hay là xung đột với cái người Việt Nam. Tại mình làm khó, chưa tất cả các vị cũng không có khó như mình. Là mình hưởng cảnh thần tiên tại thế rồi. Cho nên hôm nay đó, đi về nước bên gì đó, Việt Nam, thì thầy cũng lưu tâm tất cả quý vị ở đây. Mong cầu hết anh em đồng đạo ráng mà tập dưỡng sinh đạo. Dưỡng sinh đời rồi bây giờ mình tập dưỡng sinh đạo, mình bồi dưỡng cái tâm linh của mình, mình ôn tồn lại cho được làm một người đạo, để uổng công, để hoài công, để mang tội với thầy tổ của mình. Mà ngài chiết thân ra, ngài có nói rằng sắc tấn ta cùng người trần, hồn linh thì mượn xa gần phải đi. Thầy đến đây để nói sự gì hở đau? Một là ta đi dạo khắp miền, ở chỗ này đâu phải cảnh tiên, mà ta đến không có buồn riêng một chút. Vì thấy ở đây tình cốt quá nhục, đối với đồng bào ta tức bình an.
chịu buồn ở chốn sông giang, làm cho ông lão càng đang vui về nơi đất khách giờ này quý vị. Thầy bảo trò dưỡng trí bình tâm, ngày giữa đêm sám hối âm thầm, muốn sự việc lỗi lầm cũng hết. Nhớ thương thầy chúng con đoàn kết, nguyện giơ trời cho đến nơi chết mà thôi. Đừng sanh ra việc bắn tôi, đừng nghĩ cao cả cướp ngôi của người. Lúc nào chúng con cũng vui tươi mát mẻ, là một tấm tranh trời đã vẽ đẹp tuyệt vời. Xin xin ngân con trẻ nhớ đôi lời thầy chỉ dặn, mỗi khắp nơi hoàng du. Tấm tranh đó của loài người, của cốt thú, tranh địa ngục A Tỳ hay là quỷ hố Ma Lăng. Ngày nay có chứng Phật Bà Quan Âm thì hiện tại nhà đạo danh, không nói dối thì nói chữ lành mang khắp cả. Đức Quan Âm thị hiện trì bình ngày hỷ xá khoan thai, thì là ôi hỡi ngày nay buổi chiều nơi đất Úc, thầy cuồng xoay kinh đề muốn dẫn hết để trở về an lạc quốc. Con hưởng mùi tinh chất của Phật Bà, muốn nói lời thiết thiết tha tha, lại cầu Phật mù sa độ thế. Dù lũ ma tàn, dù nhiều mưu kế, không thắng được Phật đô trò, nó đổ lễ ngày sau. Mình tu không có danh cao, mình tu đâu có khát khao vi phạm. Một chút siêu cô mắng nó, chúng con cũng thiện đức mà làm. Mình gieo tâm đạo rồi mình làm thiện nhân, tuy xác thể cơ bần vất vả mà linh hồn con cao cả ngút trời. Nếu ai biết được người ở thì người đó thật con trời chánh tông. Ra nghe thầy đi cuồng giống sắp tới, lục bão to khắp thế giới nước tràn, làm trôi đùa nhà cửa gian sang, nhưng đức độ thẳng trên đàn còn nguyên vẹn. Chúng con gắng làm người sau này không thẹn, hỏi mây rồng mình giữ vẹn trung minh. Ngày đêm nói sử nói kinh, nói cho người thiện tự mình xét coi. Thì thương lắm tất cả giống nòi nước Việt, vì chúng con đã cách biệt lâu rồi, vượt trùng dương vạn ải con ơi. Có phước đức chứ không nổi trôi cá rìa, mặc tình thế đời này may mẻ, Phật độ mình sống được ngày nay. Thì là bớ gái bớ trai, buổi chiều thầy dặn dù đặng cái ráng gình, nhưng không sao đâu, ở chỗ này có một ánh đuốc sáng trinh. Cô hoa nè, bua nở nè, có tình quan dân, có tiên có Phật kề gần, có người giúp đỡ rồi đại nhân mình không lường. Rành cố gắng, vì thầy thương thì mới nói, chứ không phải đến ở đây để nói dối làm chi. Đêm mi buồn niệm Phật mau đi, ngày kia thầy giảng nói việc chi trong lòng. Bây giờ ở đây thì hồi nãy Ngọc Sương có đọc cái bài mà thầy đã ra đó, xin ý kiến của quý vị. Bây giờ thầy có ra thêm nữa không, có chép thêm không, hay là bao nhiêu ra đủ rồi, xin ý kiến của đại huynh kỳ dân cư sĩ. Các thầy thì hôm nay thầy có những cái lời nhắn nhủ với những đạo hữu ở Úc Châu, thì con nghĩ quý vị ở đây sẵn sàng để nghe những cái lời của thầy. Thầy hồi hướng công đức cho kỳ dân cư sĩ. Cùng là ngày xưa đó, tất cả có quý vị có nghe cái bài lục của thầy Kêu Lô Thô không? Dạ có. Có hả? Đó là lục cũ. Lục mà lục cũ, xe cũ, nhà cũ, người cũ. Tất cả việc làm cũ hết. Bây giờ có nghe bài lục mới không? Dạ có.
Dạ nghe. Nghe. Luật mà cũng có luật cũ, luật mới nữa sao? À. Sống thần. Sống thần à. Luật cũ rồi thì kêu luật cửa luật nhà đó. Thì bây giờ thì xin đọc bài Lô Tô. Bài luật. Bây giờ không biết luật cái gì nữa đó. Kỳ dân cư sĩ nói đồng ý và tất cả các vị đồng ý có phải không? Dạ. Buổi chiều vui vẻ quá. Thầy sẽ nói bài Lô Tô mới điện ông đạo ba bên cây lạy. Ông nói thầy ơi lục quá chừng. Sao ông báo gì mà ông lại đây ông báo? Ông nói bây giờ nước dưng quá chừng lục ở cây lạy á. Mới đi nè. Ông đạo ba ông nói cái nói thôi đạo à. Bây giờ gần vô cúng rồi nha. Thì đạo ba mới báo lục. Thì bây giờ thầy phải chiếu theo cái lời cũng đạo ba báo à. Chứ không phải thầy phải không? Bây giờ thì ngâm một đoạn thi nhỏ 4 câu thôi. Lục mày lục hoài cứ lục đi, lục khổ hay vui đó trong kỳ, lục đời đừng lục đạo ta ghi nhớ, ghi nhớ để rồi hỏi làm chi. Lục sao lục mãi lục hoài, không ngừng một tháng chưa một ngày nào đâu. Lục đánh đổi địa cầu phải ra, lục nữa đi cho núi đã sơn băng, lục đi ba tánh mới hằng lại trời, lục mãi để dẹp sơn băng của người. Lục thì lục chứ tâm từ không có lục, lục xét đời lục dục thất tình, lục yêu quỷ quái ma tinh, lục hoài đừng ngưng lại, thầy cầu xin Phật trời. Lục chơi chết quỷ khắp nơi toàn vụ, ngày ngày kia lục cũ đã trôi qua, ngày nay lục cửa lục nhà, lục cõi ma quỷ ở mà nơi đâu. Đưa nó xuống bể sâu đá ngâm, đừng để cho nó nằm chiêu gấm lại chiêu qua, để chưa các bậc người ta biết có niệm Phật Di Đà bình an. Lục mãi đi cho tràn cho hết, chứ không phải nguyện cho người hiền mà tới chết đâu đâu. Quỷ ma nó chết có sâu, đuôi tròn đuôi chuột rời trò đâu có thường. Lục phố lại lục phường, lục mãi dạng đường lục hết năm châu, lục đi mới biết địa cầu ai hiền ai dữ, rồi trời thấu nghe trò. Lục mãi đi trâu bò nó chết hết, còn chuột rắn rùa dớ ếch nó trôi sông. Lục đi lại cầu Phật tổ Phật ông, lại cầu trời Phật lục trong ngày tàn. Đó là bài lục của thầy. Để nói là bài mới ha kỳ dân. Lục nữa mau đi, đừng thì ngưng lại, dân cầu lại bái nhưng hãy xét soi, để giống để nồi tình thương bình chừng, tùy thờ cảm ứng. Nạn lục tới nơi do lệnh của trời, sai binh sai tướng, đó là sống gượng một phút người ơi. Lục khóc bầu trời sóng thần đang nổi, khắp đây gian dội giờ đổi phương Tây, tràn ngập đổi xây người đâu có biết. Lục dòng họ tiếc trôi mất không còn, lục ở đầu son năm non cũng gãy, đó là cả thầy ôi hỡi chưa xong. Lục ruộng lục đồng lục trong nhà cửa, lục hoài rồi xưa một bữa chưa ngừng. Lục núi lục rừng lục đừng có nghĩ, lục đi ta chỉ phương hướng nào về, mang quá nặng nề thì thôi phải lục, cái gì biểu dục để cố quan dân. Lục đến nhập thân Phật thần không cứu quỷ, mà là hữu cô chú giang rền, nó chẳng tuổi tên ngôi trời đảo lợi,
thì không có đợi, giới lại không chờ. Lục mãi tràn bờ, lục không có nghỉ, lục đi ta chị, nạn lục thiên tai. Lục bậc nhân tài, sau này nói hậu. Chim lành nó đậu mảnh đất Phật tiền, lục của lục tiền, thay khiên không hết. Từ đây cái chết ôi hỡi hoài hoài, lục trong lục ngoài, lục ngày lục tháng, lục thôi không chán, lục mấy mau đi. Lục ráng xét si tội thì ra tội, trên trời gian dội, binh tướng ạt ào. Lục ở nước Tàu rồi thôi nước Nhật, chắc rằng phải cực sụp đổ thứ hai. Nam Mô Di Đà Phật. Thì nói ra cũng có tội ha thầy dân. Tàu đổ âm ti chắc nó phải sụp nữa đó, rồi nó phải như phải sụp nữa đó. Thì trong cái lô tô chỉ cho thầy không có chị. Mà thầy nói ở đây đừng có buồn nghe không. Nói thầy chỉ hướng cho thiệt. Vì ông có biểu nói, thầy nói không? Vì ông già, ông lão đó, ông biểu chỉ, thầy chỉ, thầy có vũ gì, có biết cái gì đâu, có đúng không? Như vậy thì còn mình có lục, có gì đâu lục. Trong lỏng, trong lơ là đâu có cái gì phải lục. Nhớ không? Bây giờ mình lục mình trước đi, nhớ không? Lục tâm, lục tánh nè, lục cảnh thiên thai. Mình lục mình đi, rồi mình coi xét lại, coi mình lục là xét. Đó, như vậy đó. Hồi xưa thầy nói lục cái này. Trời ơi, điên khùng gì lục đó lục. Mà bây giờ quý vị thấy ông Đạo Ba mới báo nè, rõ ràng. Chứ không phải mà thầy nói không đâu. Thôi trong buổi thiết chiều này cũng đã thốt. Nhưng mà thầy muốn nói một bài thơ nhỏ. Nhưng bài thơ thì buồn, mà ở đây vui thầy không có nói thơ vui được. Thấy không, hãy thơ là phải buồn. Ngâm nga cảnh vật này cái nọ, phải không? Như vậy. Thì bờ thầy hãy kiếm cái gì mà nói cho quý vị nghe vui nha không? Nghe vui chứ nói mới nói Úc Châu qua trổ đầy đường này, bây giờ cái nói buồn phải không? Không có được. Còn mình tu đó, mình bị nghiệp quả đó, mình kiếm cái người mà mạnh dạn lên, cái người đại hùng lên, cái mình mới bị gia đình mình khủng bố mình đó. Mình lợi mình hỏi trời ơi, chị mới bị, anh mới bị một trận, hỏi gì anh? Thì vậy đó, đâu có gì đâu. Trời ơi, anh cố gắng đi, cái đó tầm thường mà, ngồi đi uống nước. Nói chiều mà hôm tôi có giấc mơ rất là tuyệt vời. Thì em kia ổng biến mất. Biến mất cái khổ sầu. Đang bàn tính bình lợi đó, mình nói chuyện rồi cả hai điều. Mà khổ với khổ là sao? Đạo sĩ Kỳ Dân biết á. Khổ, khổ thì chết. Thấy không, nó kéo cái khổ này khổ chết. Còn vui với vui là phát tài phát đạt, đem một niềm vui thơ thới thì quá quý nha. Còn bây giờ mình là người mù mà mình lại nhờ cái người sáng mắt ta dẫn mình đi, còn mù dẫn tôi qua gặp người đuôi. Như vậy thì hỏi làm sao. Cho nên hôm nay mình không phân biệt giàu nghèo, nhưng mình lựa bạn mà chơi nha. Thì muốn nói lên ở đây một lời thơ, nếu ai còn mẹ, có đồng ý không? Bây giờ nói vui á, nếu ai còn mẹ thì Dân có đồng ý không? Phải làm sao? Cha bà mẹ mừng dữ à. Mừng á, mừng ha, buồn mừng ha, nếu ai còn mẹ. Đó là cũng trong ánh đuốc của đạo nhân ra. Nếu ai còn mẹ thì mình phải làm một cách nào? Bà mẹ là ai, ông cha là ai? Khi mình là một đứa con mà mình làm xong phận sự của một đứa con, thì bây giờ thầy muốn nói ra đây, thì nếu xuất gia tùng phu, xuất gia phải tùng phụ. Mình xuất gia rồi là mình tùng phu quân của mình. Mình muốn đi đâu, mình muốn đi tu, mình muốn đi chỗ nào, nói thẳng hai vợ chồng bàn luận đi trên con đường, thấy không? Còn xuất gia tùng phu, xuất gia tùng phụ. Đó, mình có đi tu đi nữa, mình còn mẹ, mình có xin mẹ con đi xuất gia. Mẹ nói trời, con mình con à, con ơi, mà con xuất gia ai nuôi, để mình trở về. Mà nếu 4-5 anh em, mẹ ơi, ở nhà có anh Tư, có chị Dung, có ai 4-5 người đó, con xin mẹ cho phép con đi, để rồi mấy anh thì lo tiền bạc để giúp mẹ con lo cái phước đức một chút, mẹ cho không? Năng này riêng cái mẹ cho là xuất gia, xuất gia tùng phu, xuất gia tùng phụ. Thì bây giờ đây có cái cô Hồng ở Canada hả đâu? Con ở đâu?
À, bác con làm bảo chứng con có buồn không? Không phải không? À, đây là cô Hồng. À, cổ tu theo giáo hội của Phật Đường. Thì không thông qua với chồng. Rồi bây giờ cổ ăn chay mà chồng cổ ăn mặn. Thì thấy ra thì cổ đi ăn chay đúng. Cổ làm việc thiện mà cổ cử kiên tất cả không sát sanh hại vật tiêu đó là điều cao cả rồi. Nhưng nói về ông Thánh ông Kiệm, con có tròn đạo nhân chưa? Không, đến đây thì thầy cũng có biểu ăn mặn. Nhưng mà con có tròn đạo nhân chưa? Vì con xuất gia, con xin mẹ xuất gia, xin mẹ xuất gia phải xin chồng. Tôi với ông đồng lòng, ông có đồng ý không? Bốn ngày đó ông ăn với tôi nha. Vợ chồng vui vẻ, chồng cưới vợ. Hả? Hay là thầy Phùng nói vợ cưới chồng? Chồng cưới vợ, cưới người vợ về đó. Nhờ cơm nước quần áo san sẻ buồn vui à, để mà chừng nào mà chồng ép quá và gia đình này kia nọ thì mình chia tay à, mình chia tay nói vậy chứ còn không có thì nó hơi lỗi đạo một chút. Nhưng bắt cái cô này mà bảo chứng tràn lan đại hải, khi mà vô đạo đó rồi ẵm đứa con đứng trên lầu, chồng vừa nói điện cho chết, điện cho chết. Còn vị này không có vậy, nó nhiều đi phải bồng con theo, thấy không? Rồi chồng la mắng hay là cũng như là không đồng ý, cổ mới đau khổ quá. Vì mình nguyện với Phật là cô này rất là tốt, nhưng mà rồi ôm cái tâm mà chịu đó. Rồi người ốm o gầy mòn, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, ngày 6 năm mà không có ăn, chỉ có mấy hột mè, còn bộ xương không mà nào biết mà ha. Đó. Nhưng mà ngày nghĩ là đâu có lợi cái gì đâu, mà cũng chưa có thấy cái gì mà bỏ cái xác này sao. Thôi đứng dậy đi tắm, nhắn nhện nó đu dơ hết rồi, chứ không phải pháp lý của ai mà mình nhìn đó, trọng cái đó, rồi xuống tắm, thấy không? Tắm hay là đang đi đó, cái rồi về tất cả các vị dân một bát sữa cột trù uống vô, tỉnh liền, bừng sáng trí huệ, xuống tắm lên nữa thấy người nó phấn khởi rồi, thì ngài trở lên gốc bồ đề ngồi thì thành đạo luôn, quý vị thấy, hả? Có đúng không ạ? Thành đạo luôn là do nơi mình mượn cái chất, mình nuôi cái thân này. Đó là một. Thứ hai, cây mận mà cây đào hay là cây gì đó, cây dân trồng nè, mấy cây hồi xưa đó, cây gì mà hồng á, thì mình bỏ đất không hay sao, kỳ dân bỏ phân trù ha, hay cái phân gì vậy đó, nhưng mà đem lên cúng cái thiệt đẹp. Ông Phật ông có nói là con bỏ phân gì vậy? Có không? Không có, phải ông đạo danh, phải ông cái đạo, ông có hỏi là cái trái gì tốt quá con bỏ phân gì, đâu có nói. Nhận cái tấm lòng của mình đem cúng vân thôi, chứ không có nói là tại cái người nói ồ đừng ăn nha, bỏ phần trụ đó. Nhưng mà nó đã lọc, nó đã xây, nó đã nghiền ra máy, nó đã đưa lên trên cái ngọn cây rồi hưởng cái tinh chất am này, thì cái trái mận đó, trái đào đó ha, trái gì đó, nó sẽ thành một cái trái quả tốt đem dân cúng Phật. Chứ đâu có mà phải nhớ lại cái việc của mình mà bỏ phân heo phân bò này kia nọ, không có. Tại mình nhớ, mình đặt tên, mình nói vậy thôi. Kể từ đây ngày đại ân sát của Đức Phật trong cơ ngôn này rất dễ tu cho quý vị, mặc đồ gì cũng được. Nhưng mình đến chùa thì ở tâm bảo chùa hơi khó, bị thầy mặc đồ đó, mình phải có cái áo giới, hoặc không có áo giới thì mình không phải Phật tử, thì mình mặc áo bà ba đó, mình lợi lại Phật. Còn như thầy thì không có gì hết, còn cứ tự nhiên. Nhưng thì dòm vào cái tâm của quý vị, và hàng phục cái tâm, và thầy khuyến cái tâm. Còn riêng quý vị buông thả rồi tự độ tha, tự giác tha, tự quý vị là như thế. Cái mà tự do nó khó hơn là cái ràng buộc. Cái ràng buộc lực nó rất là dễ, cũng như ai vô chùa dám chửi. Mà nhà của quý vị cư sĩ tại gia cứ lại muốn mắng hoài, phải không kỳ dân? Đó. Mà muốn mắng được 10 lần, 20 lần vậy mà mình nhịn nhục, mình lướt qua, thì Bồ Tát Quan Thế Âm nói con đúng là hạnh phụ bà rồi đó. Con chùa ta thấy ta sợ để cổng chùa nè, thấy không? Ta nào dám vô. Rồi vô thấy đầu các vị tăng ni hay là đại đức đồ, ta đâu có dám. Trời ơi, nói như thế thì hôm nay thì muốn nhắc qua với tất cả các vị, nếu mình còn mẹ đi tu phải xin, còn cha thì phải xin. Nếu mình còn mẹ phải nói với mẹ đàng hoàng và bảo dưỡng mẹ, mà nếu gia đình
giàu có cũng như Thái tử Siddhartha thì đi mà cái ngôi vua vẫn còn, mà cung phi mỹ nữ muốn gì không có thì ngài ở lại làm chi. Nhưng mà âu là vô lượng kiếp của Đức Phật rồi cho mình cũng không có nên như vậy. Nhưng mà sau này đó Đức vua mới nói là ai xuất gia mà đi tu phải xin cha mẹ và vợ con cho tròn hoặc là như thế nào mới được đi, chứ không phải bất ngang như Thái tử Siddhartha. Đó thì tội nghiệp cho trò hồng này. Thì bây giờ cũng đi đúng rồi đó, nhưng mà rồi ông Thánh ông kiểm lại. Bây giờ cái cậu đó cậu biết chí là cậu sẽ chống lại, cậu không chịu ăn chung đi chơi cực khổ, mà chồng làm vợ làm hay là vợ chồng con tổng hậu nhà đó thì chiều, hay là đi chơi ăn uống chồng gấp miếng vợ gấp miếng, thấy cho nó vui không? Quý vị có nghe nói là Phật cứu khổ ban vui không? Gia đình nào vui thì nảy nở lên một cái pháp lành chánh đáng, nảy nở lên một cái sự giàu có, làm ăn tính toán cái gì cũng phải ra được hết, tiến lên được hết, mà đạo cũng tiến luôn. Còn mình buồn thảm rồi đó, cha làm gì mà cha ngồi buồn chứ, đi về mày, tao đang ngồi tao buồn, tao mày đi chỗ khác không, hơi tao vui rồi mày lại hỏi, thấy không? Nó chận đứng đi một cái khúc rất là quanh co khổ. Thế là bây giờ thầy nói mới á, tất cả gia đình nào vui thì mừng lắm. Vui mà vui như là với cái tâm lành của mình, vui với một cái sự tốt đẹp mà mình làm được, vui bà mẹ không ghét mình, giận mình là mình có hiếu, vui tới quan yêu dân chuộng, anh em ai cũng kính mình hết, mình vui một cái niềm vui của Phật pháp vĩnh viễn nghìn trùng. Còn cái này mình nói là mình tu rồi mà nặng ba nặng bảy đồng đạo như sao rồi này kia nọ, như vậy động lòng người động lòng trời chúng không? Cái ngôi của vị ở trong này là cái ngôi địa bàn của Phật pháp đó, không phải tầm thường đâu. Tại sao chúng sanh lái máy bay thấy chưa, ở đây bay về bên kia kìa, tại sao tạo ra máy móc tất cả những cái việc mà không thể làm được cũng phải học làm cho được, thì Phật đã thành rồi, mình sẽ thành như Phật được, kiếp này không được kiếp khác mãi mãi sẽ thành được thôi. Thì quý vị thấy thành ông Phật phải tập huấn như ông Phật, muốn đi Tây Úc, muốn đi Úc Châu thì Phật cũng phải tập. Rồi mình muốn làm một cái nghề nghiệp chi vân vân, mình phải giải tỏa, mình phải làm bằng cách nào đó. Vậy hôm nay thì thầy để nhắc nhở qua, chứ không phải đem cô Hồng này mà đáng thương đáng quý, nhưng suy nghĩ lại mình còn lỗi đạo với phu quân của mình đó. Lỗi đạo thuận đi, còn nếu hai vị không có con thôi em sẽ chia tay anh nha, vì em có cái hướng để đi tu phủi thốt, hoặc là em sẽ đi giám bặt anh để rồi em lo cho anh tròn nhiệm vụ của một người chồng thương vợ rồi em sẽ đi nha. Đó, vậy chứ không được quyền. Nguyện là răng lông tóc bạc, nhưng mà răng cho có lông. Quý vị hỏi gì thầy ơi, răng sao mọc lông, lông lơ rồi coi, chưa có là chia tay hết rồi. Thì ngày trước đó, thì dân có nghe cái bài đổi không? Thầy nói nha, đổi vợ đổi chồng, đổi sông đổi biển, đổi thôi nhiều chuyện, thầy quá điếc tay, đổi gái thành trai đổi hoài không hết, đổi sống đổi chết đổi lết đổi bò, đổi biển đổi gò làm sao mà hiểu, đổi thôi đúng điệu chút xíu sẽ ra đổi bại đổi ba đổi ma đổi quỷ, ráng nhìn cho kỹ quan hỷ thứ dung, đổi bậc điên khùng tung mây lướt gió, buồn kia ta ngó sông nọ ta bơi, đổi lại cái đời tuyệt vời sắp đến, đổi thương đổi mến đổi đến năm châu khanh thức công hầu, đổi luôn một cách bây giờ thầy mất cho quý vị nhìn, đổi bản thân tình thành ra thù hận, đổi nhiều cái trận thấy hỡi vô cùng, thay đổi lạ lùng tư tung bốn phía, mất hồn bay vía với cả chúng sanh. Phải khi đổi lành mình về đất Phật, đổi thôi bệnh tật thành sẽ nguyên thân, đổi xa đổi gần
đổi tầng đổi táo đổi người thành đạo của Phật Như Lai, đổi đêm đổi ngày đổi hoài không thấy, đổi thôi miếng giấy sao sẽ thành gì, sao xài bạc gì quỷ con nên nhớ. Trời lông đất lở cũng đổi thay luôn, đổi sự thua buồn điên cuồng thấy hết, từ đây tới chết cũng sẽ không lường. Đổi đôi thấy đường, đổi phường đổi phố, đổi trời đã lố ở hướng Tây Đông, đổi giống đổi dòng mất đi lẫn thua, tội kia mình chuột ráng buộc nghe trò, đảo được tự do cũng do mình đó. Bây giờ thầy nói nãy giờ cũng lung tung lắm, sao kỳ dân cư sĩ kiện qua có cái gì là buồn thầy không? Nó đổi như vậy đó. Thì bây giờ có cô Hồng làm chuẩn nha, mai mốt có đi tu và ăn chay thì thông đồng với gia đình của mình. Đây có Ngọc Sương đây, thầy rầy biết đọc tâm linh nó buồn đó, nó buồn đọc là cái tâm linh thì buồn con ăn chay, nhưng mà không có buồn con vui lên đi, thì giúp con đó để mà mấy ngày cho đúng, để sau đây rồi thì kiểm chứng lại bao nhiêu ngày, hãy mình nói một ngày là một ngày, hai ngày là hai ngày, chứ không có gì đâu. Rồi từ đó cái con thấy tấp nập đến sự việc này kia, có con chán không? Chứ thầy nói là sau đây con dịch cắn cũng ung thư đó, đạp cây gai cũng ung thư đó, bị chất độc nó đi vô đó, nó ăn luồn luồn. Mình tính cái cây gai đó đâu có gì đâu, nhưng mà chất độc nó phá. Và các con vật nó ở tại Thái Bình Dương á, hay là cái sông biển nào á, nó hưởng cái hóa chất trước mình á, rồi nó lây lan đến, nó ăn vô nó cũng phải bị. Nhưng mà trước khi ăn thì dặn rửa nước muối, lượt lại cho nó, trụng lại cho nó tái hết rồi lại ăn. Rau cải gì mình cũng dùng nước muối để khử trừ cái chất độc phá của nó. Và tất cả quý vị ở tại đây ráng dùng chất chua nhiều hơn chất ngọt. Chất chua để khử trừ khi sốt và khi mợn mắt, khi bị nóng lên bừng mà mình thở không ra, một là giấm hay là chanh phải có ở tại nhà của mình. Để chi? Để mình trị bệnh mình chứ đâu có trị bác sĩ sao mà chết ở trên cái bàn giải phẫu chưa rồi là bác sĩ ruột chết rồi đó. Chừng nào thầy hỏi chi không? Đó. Thì ngày hôm nay đó thầy muốn nhắc lên tất cả các vị, mình còn cha còn mẹ, nếu mà ai còn phải ráng cố gắng để giữ một niềm thủy chung hiếu thảo. Nếu mình bước chân đạo rồi đó thì thầy dắt con đi dạo vườn tiên, nhưng nghĩ lại coi mình còn cha còn mẹ đang hiền, dù sống chết cũng nối liền như cắt, vì cha mẹ bắt cầu cho con thắt ngặt đến trưởng thành rồi không biết sự bao nhiêu. Đừng để cha mẹ quăng liêu thì con không đạt đạo ít nhiều được đâu. Hiếu thảo với cha mẹ đi để qua cầu về tiên cảnh. Trong buổi chiều này thầy rồi đảnh kiếp minh, trời là bậc sinh sinh, thầy cúi đầu lại Phật đem niềm tin. Giờ này lại Bồ Tát Quan Âm để thị hiện nơi này, để giúp cho tất cả đoàn Phật tử để chung quay dưới chân bà. Hạnh bà ôi hỡi bao la, ở đâu cũng hiện được vậy mà cứu dân. Cứu người hiền tâm, ngay thảo hiếu đạo cơ bần. Cứu người biết niệm Phật, biết phân dân chánh tà. Dù ở sông, ở biển, ở rừng, ở núi, ở nhà, nếu biết được niệm bà thì thị hiện cuối. Về nhà niệm Phật mau đi, niệm danh Bồ Tát việc gì cũng sống. Niệm Bồ Tát qua biển đông cũng không sợ, niệm Phật bà di tờ bình yên. Quan Âm thị hiện niệm liền, niệm danh Bồ Tát bình yên cả nhà. Niệm Bồ Tát thiết tha mầu nhiệm, ráng niệm đi trò âu yếm ở bên trong. Niệm hoài để cầu nguyện mênh mông, cầu cho thế hệ trên dòng sông ngày cùng. Đức Bồ Tát Quan Âm giờ cực khổ lắm đó, thị hiện lạ lùng.
như tên bay như chớp nhán, ngày cùng cú huy niệm ngày thực hiện mau đi. Thầy về con ở lại duy trì niệm tâm, niệm danh Bồ Tát Quan Âm. Lại bà khu kiếp thâm thâm, rồi người ráng mà niệm tạo phước cho dư. Thì Bồ Tát Quan Âm thị hiện đại từ không sai, ân bà đức độ cao dài, còn nhìn bà thị hiện thần quái rõ ràng. Niệm đi bớ bớ đau tràng, niệm ngài Bồ Tát bình an tội quyền, đằng sau đưa đến về tiên. Niệm ngài này hộ bình yên mọi điều, niệm ít trước bây giờ mình niệm cho nhiều, niệm cho tan dần mấy ám biết bao nhiêu trong lòng. Niệm đi nhớ mẹ, nhớ tổ, nhớ tông, nhớ cha mình còn hiện trên dòng sông kia kìa. Niệm đi rồi thầy chỉ lối cho về, chỉ danh cho bia tạc kỹ kia kìa nhìn coi. Mình niệm đi rồi thương giống thương nòi, hạnh bà rất cao cả trò đảng soi đừng rời thôi. Ráng niệm Bồ Tát, Bồ Tát sẽ cứu đời. Niệm thầy, thầy hổ dạy thời không sai. Niệm bà sinh quái lực thần quái, ở đâu cũng vậy rồi hiện ngay hộ trì. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay trong buổi